Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio, và hôm nay xin chia sẻ với mọi người về một cái phương pháp sử dụng và cài đặt điều khiển bằng điện thoại đối với cái dòng âm đi đa kênh của Marantz có model là AV7005. Thì đây là một cái rề đa kênh anh em. Thì anh em nào có những cái dòng âm đi đa kênh của Marantz thì nó sẽ cũng có cái khả năng điều khiển tương tự, thì cái phương pháp nó cũng như vậy nha. Và cái dòng này thì nó sẽ cho phép chúng ta cài đặt và điều khiển cái phần mềm thông qua cái smartphone nha. Và cái phương pháp thứ nhất thì đó là cắm cái dây mạng LAN từ phía sau cái máy, và điều kiện cần thì cái mạng LAN nó sẽ cùng mạng Wi-Fi với cái điện thoại smartphone của chúng ta. Nếu như smartphone của chúng ta dùng 3G thì nó sẽ không điều khiển được nha anh em. Rồi, và đây là cái phần kết nối phía sau của con đi Marantz. Thì đây là cái dây mạng LAN nha. Thì anh em sẽ cắm cùng cái một cái modem mạng LAN và mạng Wi-Fi, điện thoại và âm đi của chúng ta, nó sẽ cùng mạng thì nó mới có khả năng nhận nha. Rồi ta cắm vào vị trí là network nha. Rồi khi mà cắm vào thì ta phải chờ một chút nha. Thì trong lúc đó thì ta cài đặt cái app Marantz Remote App vào cái điện thoại smartphone của chúng ta. Và ở đây thì em cũng giới thiệu luôn một vài cái kết nối của cái dòng Marantz AV7005. Thì đây là một cái rề đa kênh nha anh em. Thứ nhất đó là cổng HDMI, thì hiện tại em đang kết nối vào HDMI số 2 DVD và HDMI out sẽ xuất sang cái TV. Và thứ hai đó là cổng optical 1 nha, để tín hiệu từ Smart TV. Và cổng thứ ba đó là cổng analog ngõ CD. Và em đang ghép là cái ngõ rê out phong xuống một cái cục đẩy hoặc một cái âm ly khác nha nè. Rồi về cái phần mềm điều khiển thì nó đã có sẵn trong cái những cái App Store này nè. Thì ở đây em đang sử dụng là iPhone nha. Thì anh em search giùm em là cái phần mềm là Marantz Remote App nha. Và ta nhấn load xuống nha. Rồi thì nó sẽ đang load cái phần mềm xuống. Rồi như vậy là đã tải xong, muốn kết nối với thiết bị bằng cục bộ, ok. Và nhấn nút device nha, nhấn nút refresh đây. Rồi lúc này thì nó đã nhận được cái model là Marantz AV7005 nha. Thì mới đầu tiên, mới khởi động thì nó sẽ chưa có dò kịp nha. Ta phải nấn refresh trở ra và trở vào lại thì nó đã nhận được nha. Và như vậy là nó đã nhận được xong cái điều khiển bằng smartphone. Rồi ta nhấn vào cái biểu tượng là Marantz nha. Thì lúc này nó sẽ truy cập vào cái chương trình điều khiển nha. Rồi nó sẽ có khả năng điều chỉnh các chế độ âm thanh, điều chỉnh ngõ vào, vân vân, điều khiển volume. Rồi tăng volume lên nha. Mình sẽ thấy tăng volume lên nha. Ta có thể cắm kéo lên nha. Hoặc là kéo về các ngõ vào nha, ngõ DVD thì em đang kết nối vào cái cổng là HDMI đây, và tiếp theo nữa là ngõ TV đây. Rồi kết nối cổng quang này, và thử luôn là cái ngõ CD, ngõ analog đây. Rồi các chế độ âm thanh đây, chế độ stereo, chế độ multi stereo, Dolby, rất là nhiều cái chế độ anh em có thể nghiên cứu thêm nha. Thì trên đây là cái phương pháp để cài đặt
và điều khiển bằng smartphone đối với những cái dòng âm tim Marantz có khả năng để kết nối mạng nha. Thì xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Nếu như anh em yêu quý mà chưa đăng ký thì vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt.